Rồi, ok, xin chào các bác. Thì về vấn đề nghe nhạc trên LG, em thấy là rất nhiều anh em còn chưa biết hoặc là hiểu hơi lầm về cái chip DAC trên LG. Anh em cứ bảo là cắm bất kỳ một cái tai nghe nào đó vào LG, nó đều kích được cái chip DAC lên. Thì cái điều này là đúng. Tuy nhiên ấy, thì nó chưa phải là hết nhé. Nó có nghĩa là nó chưa phải là hoàn toàn. Thì nếu như mà trên LG, con nào mà có cái chip DAC riêng như con V60 em đang dùng đây, thì khi mà các bác cắm một cái tai nghe nào đó có trở kháng trên 50 ohm ấy, thì nó sẽ kích được gần như là full, có nghĩa là full cái công suất của cái chip DC lên ấy. Thì nhiều bác cũng bảo là việc mà kích full cái công suất lên ấy, nó cũng chẳng hay hơn hoặc là nó cũng không có tác dụng gì, thì cái điều đó em thấy là rất là sai các bác. Thì vì khi mà cái việc mà chip DC nó kích được full cái công suất lên ấy, em thấy là nó nghe nó hay hơn, nó đã hơn rất là nhiều. Thì em cũng có bán một số cái tai nghe mà có cái trở kháng là trên 50 ohm, cả earbud cả in-ear đấy nhá. Nhưng mà nếu như bác nào ấy mà đang có cái tai nghe bình thường rồi, có nghĩa là cái tai nghe mà dưới 50 ohm nhá, mà các bác không muốn mua một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng trên 50 ohm mà các bác muốn tận dụng lại cái tai nghe của mình ấy, thì hoàn toàn em có chế một cái gọi là cái jack chuyển ấy. Thì đây, đây là cái jack đấy đây. Thì các bác chỉ cần cắm cái này đây. Ví dụ đây, em cắm cắm hai này vào nhau và cái này cắm vào điện thoại đây. Cắm vào điện thoại thì mặc định nó sẽ bật được cái trở kháng 50 ohm lên nhé các bác. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thì nó có trở kháng là 50 ohm nhé. Và hoàn toàn lúc này các bác chỉ cần rút cái này ra và các bác cắm cái tai nghe bình thường của các bác vào nhé. Đấy, cắm tai nghe bình thường vào và các bác nghe nhạc nó sẽ, em bảo đảm cho các bác là nó sẽ khác đấy, khác bọt nhiều đấy. Thì nếu như các bác không làm như không không dùng cái jack chuyển này ấy, thì bình thường nó chỉ có như này thôi. Đây, nếu như bác tự nhiên nó nghe nhạc đây, thì nếu như các bác nào mà chỉ cắm một cái bình thường không dùng cái jack chuyển của em đây, các bác đây là cái tai nghe dưới 5 ohm nha các bác, thì các bác cắm vào thì nó chỉ sẽ chỉ như này thôi. Em mở hẳn cái này đã. Thì cái app này là các bác tải ở trên Sparkplay nhé, cái app Hi-Fi Status này. Thì cái app này các bác phải mua nhé, mua bằng tiền thật đấy thì nó mới chuẩn xác nhé. Các bác tải APK nó không, nhiều khi nó không dùng được đâu. Đấy, thì đây, nếu mà các bác cắm cái tai nghe bình thường vào thì nó chỉ hiện như này thôi. Đấy, các bác thấy không, nó chỉ hiện là Hi-Fi thôi nhé các bác. Đấy, nó chỉ hiện là Hi-Fi thôi. Và khi mà nghe ở cái chế độ Hi-Fi này thì cái âm lượng, thứ nhất là cái âm lượng nó nhỏ và em thấy là nó cũng nhiều khi nó phải có một cái tai nghe thật thật xịn đấy, thật là xịn thì mới thấy được là nó hay. Chứ còn nếu mà những cái tai nghe bình thường kiểu mấy tai nghe cỏ như này thì thấy nó cũng rất là bình thường. Nếu mà so với những cái điện thoại khác ấy, hãng khác đi, thì LG nó cũng chả khác gì đâu. Em thấy nhiều khi nó còn đuối hơn nữa vì nghe nó khá là nhỏ ấy các bác. Nó không nổi lên, nó không chi tiết, không tách bạch được ấy. Thì em chế cái jack này mục đích là cho những bác nào mà muốn tận dụng những cái tai nghe cũ của mình mà tận dụng hết cái chip DC của LG, thì các bác chỉ cần rút này ra. Đấy, các bác cắm cái bộ này vào, cắm cái bộ jack chuyển này vào nhé, cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm vào đây, các bác cắm vào điện thoại. Đấy, đấy, tự động nó sẽ kích hoạt cái chế độ 50 ohm lên nhé. Và khi đó thì các bác cắm cái tai nghe các bác vào. Rồi, cắm tai nghe vào. Đấy, thì khi này các bác nghe bằng cái tai nghe, cũng bằng cái tai nghe đấy nhá, nó sẽ cắt bọt hẳn đấy. Thì cái việc làm này nó hơi bất tiện một chút là vì các bác phải có hai cái thao tác là cắm cái này, cắm cái bộ này của em vào rồi mới cắm tai nghe, thì đúng là nó hơi bị bất tiện một chút. Tuy nhiên thì nếu mà các bác nào mà thích khám phá, thích trải nghiệm một cái sự nghe nhạc nó mới mẻ hơn, nó đã hơn, nó phê hơn ấy, thì em nghĩ là nên thử. Và khi mà các bác dùng cái jack của em nhá, thì các bác nhớ nhá, để cái âm lượng nhỏ nhỏ thôi nhá, để cái âm lượng nhỏ nhỏ thôi, chứ không thì nhiều khi là rè to, nó phải nói là nó kích full lên mà sẽ đến là nó có thể là cái âm lượng nó rất là to và có thể các bác nó có gây hiện tượng là bị rè tai ấy. Cho nên các bác cũng chỉ cần để là tầm 60% đổ lại thôi nhá, cũng như là các bác để thấp thôi, vừa tai các bác thôi. Chứ còn nếu như mà các bác mở mắc lên thì nó rất là to đấy. Đây, nói chung là cái này do nó là tai nghe dẫn đến là
em không thể nào mà cho các bác cảm nhận được, em chỉ nói bằng miệng thôi để các bác biết được là nó như vậy. Đấy thì cái bộ này thì em vẫn có bán nhé các bác, cái bộ dao chuyền này này. Không. Đấy thì cái dao chuyền này em có bán nhé, và các bác nào muốn mua thì liên lạc với em ở số điện thoại em để trên mình nhé, ở chỗ góc phía phải đấy, thì hoặc là vào cái Zalo của em được rồi. Ok đấy, các bác em nghĩ là cái bộ này nó em bán cũng rẻ thôi, thì các bác nên mua và thử trải nghiệm xem, nó không 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 phí tiền của các bác đâu. Rồi ok, chào các bác.